Bây giờ mọi người đã sẵn sàng cho tiết mục đầu tiên chưa ạ? Ready. Kết hợp đầu tiên đó chính là giữa rapper Tiếng Nhỏ và siêu mẫu nhí Khánh An. Xin chào mọi người, con đây là Tiếng Nhỏ. Siêu tài năng là rap. Và đây là ai? Còn ai nữa chính là Khánh An. Trong Dakara Chung Kết, con và anh Tiếng Nhỏ sẽ kết hợp một màn trình diễn thật là hoành tráng. Con là rap và hát. Còn con vẫn đi catwalk. Thì lần đầu tiên con kết hợp với bé Khánh An thì là một người đi catwalk thì cũng rất là giỏi, nên con cũng hào hứng. Con nghĩ là bé Khánh An sẽ được là siêu tài năng nhí ấn tượng. Con nghĩ con sẽ được giải siêu tài năng nhí ấn tượng. Ta chìm vào trong giấc ngủ chưa? Giấc mơ đưa ta về với một ký ức. Trong tiềm thức ta thấy được cánh đồng, thấy dòng sông xanh giữa bầu trời nắng cực. Không gian thơ mộng như trong chỉ còn tích, nơi đã từng là cả vùng trời của tuổi thơ. Nơi nuôi ta lớn, nơi dạy ta khôn, nơi có vui buồn và giờ đây là nỗi nhớ. Thời gian cứ trôi rồi chẳng ai cũng phải lớn, ta kia vẫn nở cùng như tôi không thể quên. Ngày tháng thanh tiên một thời chẳng thể về nữa, nhưng cứ ước khi con khóc vẫn có mẹ bồng bế lên. Thế hình ảnh của đám bạn cùng bắn bi, tay cánh diều bay mang theo những hy vọng. Nghe tiếng chuông chùa vang vẳng ở bên tai, bất chợt tỉnh giấc khi lòng hổ hoài mong. Em sẽ kết hợp quá dễ thương, cái này giống như là màn trình diễn của Victoria's Secret đấy ạ. Ở cái show Victoria thì thường là sẽ mời những ca sĩ nổi tiếng hát một cái bài hit của họ, rồi sau đó là mọi người đi và sẽ dắt một cái cover date nào đó ra, và cuối cùng là cô Khánh An đúng không? Bây giờ tuổi trẻ là nghe nhạc của nước ngoài rất là nhiều, nhưng mà Tiếng Nhỏ nha, hát bài nó của hơi hướng nước ngoài cỡ nào, có cái mùi của người Việt. Anh sẽ tự giới thiệu là công tử Bạc Liêu, giàu nhất trong vùng, gia tài bạc triệu, của cây đầy nhà ruộng đất thì vì nhiêu, thôi mà nói chi nhiều, hỏi người ta đi thì hiểu. Nhà to thì anh có một vài căn, nói về gia nhân để anh tính có vài trăm. Xe hơi xe hiết nằm lăn lóc ở ngoài sân, mấy cái đồ quỷ sứ anh chạy được vài lần. Bé này tuy là rap nhưng mà vẫn có cái mùi của Việt, cái giọng của bé nó làm một cái gì đó làm cho người ta càng muốn nghe. Dạ cảm ơn cô. Lúc mà con bước ra, chú thấy một hình ảnh của Trúc Nhân hồi nhỏ trên sân khấu luôn á. Cái gì mà giỏi giang đẹp trai là cái gì của con là Trúc Nhân vậy? Tôi không biết chứ thấy cặp giò là không giống rồi đó. Em có nói gì? Em đang nói về cái phong thái của người ta. Chứ em nghĩ sao mà giống giống chỗ nào, trong khi bây giờ người ta cái giò bằng cái giò em bây giờ. Kiêu. Không binh được nha. Không binh được kìa. Đó thấy chưa? Nhưng mà coi đó, hồi nãy giờ tôi có làm gì họ đâu. Nhưng mà nói là cái thần thái giống chú Trúc Nhân là khen dữ lắm nha. Chú Trúc Nhân thần thái hơi dữ đó. Cái bài Giấc Mơ Trưa cái nhịp nó quá quen thuộc với người ta rồi. Tự nhiên bây giờ con đảo phách lại, con làm thêm một cái để mà con vào con có thể rap được á. Chú cảm thấy rất là thích cái sự sáng tạo đó. Ngày tháng thanh tiên một thời chẳng thể về nữa, nhưng cũng ước khi con khóc vẫn có mẹ bồng bế lên. Thế hình ảnh của đám bạn cùng bắn bi, tay cánh diều bay mang theo những hy vọng. Nghe tiếng chuông chùa vang vẳng ở bên tai, bất chợt tỉnh giấc khi lòng hổ hoài mong. Khi mà con rap á là con đã lấy được sự ngạc nhiên của mọi người rồi gì. Nhưng mà con muốn hát mà con lấy được sự ngạc nhiên của mọi người hơn nữa thì chú sẵn sàng. Dạ con chưa. Bây giờ vậy, những sản phẩm kế tiếp của chú Trúc Nhân lỡ mà cần rap đó, thì kêu một cái người lớn chi vậy, kêu con tôi đó. Dạ cảm ơn chú. Cho em xin phép nói luôn rồi bé Khánh An. Con, you are my idol. Chú thích con từ những chương trình trước, và chú đã từng coi con diễn live ở trên sân khấu thời trang chuyên nghiệp một lần rồi. Chú cảm thấy rất là sao trên đời có một đứa con nít nó có thể phi thường đến mức độ như vậy. Tại vì những cái bước chân của con đi, nó có cái năng lượng, nó có cái sức nặng, và nó có cái thần thái của một siêu mẫu ở trong đó luôn á. Những siêu mẫu mà nhí mà làm cho thế giới ngạc nhiên là có con đó. Hai đứa rất đẹp, rất giỏi, rất ngoan. Dạ cảm ơn chú. Đón xem siêu tài năng nhí EP30 thứ năm hàng tuần trên HTV7. Hello, đây là Trấn Thành.
Nếu như các bạn yêu thích chương trình Siêu Tài Năng Nhí, hãy nhanh tay lên bấm subscribe kênh YouTube Vivo TV. Nhớ theo dõi và subscribe nhé. Thank you.